Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bắc Kinh và phe quân đội, kẻ tung người hứng, tìm cách hạ tổng bí thư Tô Lâm như thế nào? Chỉ hơn nửa ngày sau khi phía Trung Quốc đồng ý với yêu cầu của Bộ Ngoại giao về việc đóng cửa xã các đạp thủy điện đến trưa ngày 11 tháng 9, phía Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục thực hiện xả lũ thủy điện vào sông Lô của Việt Nam. Trong khi có nhiều nghi vấn cho rằng Trung Quốc sử dụng nguồn nước trong những ngày bão lụt lớn làm vũ khí để cảnh báo với Tổng bí thư Tô Lâm rằng chớ vượt làn ranh đỏ trong mối quan hệ giữa Việt và Mỹ. Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khi các quốc gia phương Tây đã nhanh chóng viện trợ cho Việt Nam để khắc phục hậu quả bão lũ, nước Úc viện trợ cho Việt Nam số hàng trị giá 3 triệu đô la Mỹ và đã đến Hà Nội, Hoa Kỳ gửi tặng 1 triệu đô la Mỹ. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, lãnh đạo đảng và ban tuyên giáo vẫn mong muội luôn coi các nước phương Tây là thế lực thù địch. Điều đáng nói là quan điểm kể trên của đa số lãnh đạo đảng được Bắc Kinh nhiệt liệt hoan nghênh. Trang Facebook của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã cho đăng lại phóng sự nhan đề Không để cách mạng màu đổi màu giáo dục của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam đã bị tháo gỡ trước đó kèm theo lời bình luận rằng Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa do đảng Cộng sản lãnh đạo cần phải cảnh giác cao trước các thủ đoạn cách mạng màu của các thế lực thù địch như Mỹ. Chiêu bài cách mạng màu đã liên tiếp được Mỹ và các thế lực thù địch sử dụng để chống lại các nước xã hội chủ nghĩa theo kịch bản do chúng dàn ra. Trước đó ngày 6 tháng 9, báo Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và là tiếng nói của lực lượng vũ trang Việt Nam đã đăng một bài xã luận với tiêu đề: Quân đội tăng cường đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình. Và đây là hình đại tướng Lương Cường Động thái này được công luận đánh giá là những nỗ lực của giới lãnh đạo đảng và phe quân đội nhằm gỡ lại uy tín bị tổn hại sau vụ tấn công đại học Fulbright. Những điều vừa kể cho thấy, hành động toa rập theo kiểu kẻ tung người hứng giữa lãnh đạo Bắc Kinh và lãnh đạo quân đội Việt Nam. Ban tuyên giáo Trung ương do Thượng tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa đứng đầu cũng đang nỗ lực hơn bao giờ hết tạo nên một làn sóng bằng lực lượng dư lượng viên để bài bác các biểu hiện cổ súy do các giá trị dân chủ từ phương Tây và Hoa Kỳ. Trong khi họ không dám nhắc đến thái độ thiếu thân thiện trong việc xả lũ thủy điện hay sự bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông, những việc làm vừa kể của ban đảng cũng như ban tuyên giáo trung ương sẽ còn gây ra nhiều chuyện lợi bất cập hại khác. Đặc biệt, điều này ảnh hưởng đến sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây, không chỉ trong vấn đề phát triển kinh tế mà còn cả vấn đề phòng thủ quốc gia. Được biết, tuyên bố chung Việt Trung vào tháng 8 năm 2024 đã ghi rõ và khẳng định rằng hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về chống can thiệp, chống ly khai, phòng chống cách mạng màu, cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị và an ninh chế độ. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình ông Tô Lâm được đánh giá là một chính khách thực dụng và không tin vào mớ lý luận của chủ nghĩa Cộng sản. Đây là một trong những lý do khiến giới chức lãnh đạo bảo thủ, thân Bắc Kinh trong đảng và ban lãnh đạo Trung Nam Hải hết sức lo ngại về diễn biến của ông Tô Lâm. Xin nhắc lại, có những đồng đoán cho rằng Trung Quốc đang giật dây cho đám tay chân đàn em của cố tổng bí thư trọng để quật ngã ông Tô Lâm. Không phải vô cớ mà có những đánh giá tin tưởng ông Tô Lâm sẽ khó có thể giữ được ghế tổng bí thư vào đại hội 14, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2016. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bắc Kinh và phe quân đội, kẻ tung người hứng, tìm cách hạ tổng bí thư Tô Lâm như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao giới trẻ phải tị nạn giáo dục? Ngày 10 tháng 9, Facebooker Nguyên Tống bình luận trên trang cá nhân của mình về việc rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam phải tị nạn giáo dục và không muốn quay về nước cùng với tình trạng bò đỏ tấn công em Chu Ngọc Quang Vinh ở Yên Bái. Tác giả cho rằng 4 năm du học sẽ mất chừng 200 đến 250.000 đô nếu về nước đi làm mà được mức lương mơ ước của sinh viên là mỗi tháng 1.000 đô la thì sẽ phải mất 200 tháng, tức là khoảng từ 15 đến 16 năm không ăn uống gì mới hoàn vốn được cho cha mẹ. Tác giả nhận xét, chỉ có bọn ăn cắp được tiền hoặc sau khi học xong được sắp xếp chỗ làm việc có thể ăn cắp, đục khoét được thì mới muốn về thôi. Hoặc là muốn ở lại nhưng vì tiếng Anh chưa đủ, không đủ ngôn ngữ để hòa nhập văn hóa và không cạnh tranh xin việc nổi với sinh viên quốc tế thì đành phải về thôi. Và đây là hình giấy tờ trên trang Facebook Nguyên Tống. Tác giả cho rằng cha mẹ có nghèo thì vẫn yêu thương, tổ quốc có tan thương thì cũng không thù ghét. Nhưng công việc và cuộc sống thì phải có tính toán thực tế. Chứ yêu nói suông thì chỉ có cạp đất mà ăn, như quan chức với đại gia bất động sản mới làm được thôi, bò đỏ hiểu chưa? Tác giả nói thêm chút nữa là có chú bò nào sinh ra và lớn lên ở những thành phố lớn hay không? Hay là đều từ tỉnh nhỏ mà bươn chải ra? Có yêu quê hương cha mẹ không mà vẫn lao ra thành phố vậy? Phải hỏi tổ quốc hay chính xác hơn là những người lãnh đạo đất nước đã làm gì 50 năm qua để thanh niên ở nông thôn thì phải nhau ra thành phố học hành mưu sinh hoặc đi xuất khẩu lao động. Chẳng ai muốn về quê cả thanh niên ở thành phố thì lại phải đi tị nạn giáo dục ở nước ngoài và cũng không muốn quay về. Tác giả nhấn mạnh, đừng đổ tại chiến tranh nhé. Hàn, Nhật, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Đài Loan đều bị đô hộ và chiến tranh tàn phá nặng nề. Họ đều có điểm xuất phát như ta hoặc thậm chí còn kém hơn. Vậy mà, Hàn Quốc mất 20 năm sau chiến tranh để thành cường quốc. Singapore cũng chỉ cần 20 năm để từ GDP đầu người từ 400 đến 500 đô những năm 1960 vươn lên 65.000 đô vào những năm 80. Malaysia đa sắc tộc, nhiều đạo hồi cũng chỉ cần 21 năm để đạt tới 22.000 đô la mỗi đầu người. Còn ta, sau 50 năm mà tính đủ kiểu mới được vẹn vẹn 4.000. Và đây là hình Nguyễn Thành Vinh, Á quân đường lên đỉnh Olympia, một du học sinh đi rồi không về tác giả nhắc nhở, dù có não bò thì chắc cũng phải biết thế giới ra sao, hay ngẫm lại bản thân mình xem đang sống thế nào rồi hãy giống chứ. Phải tự hỏi vì sao người giàu, người giỏi, họ đều có tiếng nói khác mình thế chứ. Nếu không thì gọi là bò, khéo còn oan cho con bò. Tác giả đưa hình ảnh kèm theo phát ngôn của Nguyễn Thành Vinh, Á quân đường lên đỉnh Olympia nói rằng, về nước là lãng phí. Tác giả đề nghị bò đỏ vào đấu tố những học sinh này Bây giờ họ đã là tiến sĩ ở nước ngoài. Tác giả cho biết, họ nhiều lắm và sẵn sàng đối đáp đấy. Những người đi du học nước ngoài đã khá rồi, còn trụ lại được bằng tri thức thì đều là người thực sự giỏi cả đấy. Nghe họ nói, họ trả lời mà học hỏi cho ấm vào thân mình, vào dân tộc mình thì mới thật sự là yêu nước, yêu giống nội. Chứ đi bắt nạt trẻ con, chưa có khả năng chống đỡ, tức là em quang vinh thì không đáng làm người đâu. Đất nước này được những kẻ yêu mồm, mà không não thì chỉ có ngày lụng bại mà thôi. Đa số ý kiến comment bên dưới bài viết đồng tình với quan điểm của tác giả và cho rằng những người giỏi giang định cư ở các nước phát triển là vẹn nhiều bề. Bản thân họ không bị lãng phí chất xám và được hưởng thành quả tương xứng với công sức và trí tệ của họ. Những đồng tiền họ gửi về cho gia đình chính là đóng góp vật chất cho đất nước, trong khi nhiều người vẫn đóng góp trí tuệ cho đất nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao giới trẻ phải tị nạn giáo dục? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.